Không sao, 9 giờ hả? 9 giờ 26 luôn rồi đó. Cái này đẹp quá. Thật ra em cũng lần này là lần thứ hai coi thôi chứ em cũng đâu có coi nhiều lần đâu. Chị lâu lắm rồi đó, cả chục năm. Cái sân Tết ở nhà em cũng không. Dạ. Em cũng không có đi đâu. Đi có một lần rồi đó, đi một lần. Đến nay sao mấy